Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Trong hiệp đấu đầu tiên trên cầu bán kết số 1 ở CDA thì cầu thủ Genta là những người sẽ tổ chức ra bóng. Hiệp 1 trên cầu bán kết bắt đầu. Trong đội hình của cầu thủ Anh Nhân đến thời điểm này thì họ đang sở hữu chân sút Nguyễn Vinh Quang, người đã có được 26 bàn thắng và 8 thời giấy đổ dưới danh mục vô địch. Và đây chắc chắn là một ngòi đổ vô cùng lợi hại mà cầu thủ áo xanh nhạt sẽ phải chú ý tới ngày hôm nay. Trong khi đó thì người đội trưởng mang áo số 7 trên hữu chính của Kenta là cái bàn số 1 của đội bóng này. Đến thời điểm này thì tiền đạo hữu chính đã có được 12 bàn thắng. Nguyễn Vinh Quang. Lưu Hữu Thanh. Trái tay hứng ức. Làm gì? Không bầu. Vẫn đang là cầu thủ Thanh. Vừa rồi là cơ hội đầu tiên của trận đấu. Và nó thuộc về cầu thủ Hân Đơn. Đá biên cho Kenta. Tại giải bóng đá rút như hôm nay 2016 ở Hà Nội CDA thì cầu thủ Kenta đang sở hữu đội hình tương đối mỏng và họ sở hữu đội hình có tuổi trung bình trẻ nhất ở giải đấu năm nay. Tuổi trung bình của cầu thủ Kenta mùa giải năm nay là 31,7. Trong khi đó tuổi trung bình của cầu thủ Nhân là 35,6. Mười bốn trận đấu ở vòng đấu loại là 14 trận đấu vô cùng thành công với cầu thủ Nhân. Theo những con số thống kê thì cứ mỗi trận hàng công của Nhân lại ghi được trung bình là 4-3 một trận và họ đã có được 56 bàn thắng sau 14 trận đấu ở vòng đấu loại. Cách đây 2 ngày thì ở vòng đấu bán kết của hàn đấu dành cho các lão tướng, vé đi chung kết đã thuộc về các câu lạc bộ lão tướng khách sạn Tuyết Sơn mùa giải thứ 2 liên tiếp và có sự trở lại ở trên cầu chung kết của cầu thủ lão tướng Hiệp Tân. Hiệp Tân dù chỉ xếp ở vị trí thứ 4 ở vòng đấu bảng vòng đấu loại nhưng họ đã có chiến thắng với tỷ số 2-1 trước cầu thủ Xuyên Nhân Today. Mới chỉ là những thời điểm đầu tiên của trận đấu và cả hai đều đang thi đấu tương đối sôi nổi. Dù rồi là quả kim hồng của Nguyễn Hoài Bảo. Hà Đình Hoa. Thì hôm nay bên phía Nhân thì họ vẫn đang bố trí sơ đồ chiến thuật tương đối quen thuộc với người đá phi sô là nhạc trưởng Lưu Vũ Thanh, hai cánh sẽ là Hà Đình Hòa và Nguyễn Vinh Quang và người đang đá pivot là cầu bàn áo số 9
Lê Thiên Vũ. Vẫn đang là sự kiểm soát bóng của các thủ thành không được. Quả chuyền đá bị lối của cầu thủ Đinh Hoa. Đến thời điểm này thì ngoài chân sút đang dẫn đầu dưới sân phố Thế Lưới với 26 bàn thắng, cầu thủ số 10 Nguyễn Vinh Quang thì đang sở hữu một chân sút cũng rất lợi hại, đó là số 9 Lưu Hồng Thanh. Mùa này mặc dù với đội trưởng của cầu thủ áo xanh đậm đã ở vị trí phi sô nhưng anh cũng thường xuyên ghi bàn. Hồng Thanh đã góp được 9 bàn thắng để giúp cho anh góp mặt ở vòng 47 Syria. Lý Hồng Trường. Cách đây 2 ngày thì đạo Lý Hồng Trường cũng đã có một trận cầu rất hay trong trận cầu chung kết ở trong màu áo của các lâu tướng khách sạn Tuyết Sơn. Anh chính là người đã nâng tỷ số thi đấu lên 4-1 để giúp cho lão tướng khách sạn Tuyết Sơn mùa giải thứ hai liên tiếp góp mặt tại trận cầu chung kết hạng đấu dành cho các lâu tướng. Hoài Bảo đã có một pha bóng cao chân và đó là tình huống sẽ có một pha bóng đá phạt gián tiếp dành cho các cầu thủ Hân Hân. Hà Đình Hòa và đồng đội Vinh Quang đang đứng trên bóng. Làm đường xa. Vinh Quang một đường xuyên. Lưu Hữu Thanh. Chính giữa Hữu Thanh dành cho cả Hết Hân và Cam Đa năm nay là những thủ thành số 1 của họ trên mùa giải này. Thủ môn Phạm Đình Phú của ca thủ Cam Đa và thủ thành Đào Thế Hoàng của Hết Hân. Vinh Quang dưới tay các bạn ơi, đá đi, goal! Rất kinh ở hiệp một của trận cầu bán kết. Đi từ một pha vừa biến nhuyễn, các cầu thủ Hân Hân đã khai thông thế bế tắc của trận đấu. Vừa ghi bàn là pivot Lê Thiên Vũ và phối hợp tốt của Thiên Vũ và Vinh Quang. Chắc anh rồi. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Lý Hùng Trương khó khăn đã được dự báo từ trước với câu lạc bộ Đa Cơ Đích ở vị trí thứ vòng đấu loại, đặc biệt ở trong một bối cảnh mà trận cầu quan trọng này họ không có nhiều sự lựa chọn ở trên mặt ghế dự bị, chỉ có một cầu. Và ca thủ Kenta cũng đang bị dẫn đến tỷ số 0-1. Hân Hân lúc này cũng đang có một sự tăng cường nữa và Nguyễn Xuân Tuấn tiền đạo này chuẩn bị góp mặt ở dưới sân. Đi qua và bóng tấn công cho cầu thủ Kenta, bóng với trung vệ Bái Hào không được. Hà Đình Hòa. Hồng Thanh. Thiên Vũ. Cú đi bóng rất táo bạo. Tên đối sánh. Mùa năm nay thì đạo đội trưởng của ta có thủ Kenta vẫn đang đá ở vị trí phi sô bên phía cánh trái. Vị trí cánh trái của thủ quanh. Để kịp nhàng, Lưu Thanh khá vừa tầm sau đó đây. Vinh Quang! Như vậy là đã
có bàn thắng thứ 27 thi đấu mùa của Vinh Quang. Anh đã có được bàn thắng thứ 27 của anh và vẫn đang xây chắc ngôi vị dẫn đầu của vô phố lớn City. Cho dù ở trong tình huống vừa rồi đã có một hậu vệ của Kenta áp sát nhưng không thể cắt được bóng. 2-0 cho Hân Thần. Hoài Hào. Trần Hữu Sinh. Quý vị khán giả vừa đang theo dõi những diễn biến ở trong hiệp đấu đầu tiên. Đây là trận cầu bán kết số 1 giải bóng đá Junior này hoàn đấu Syria. 2-0 đang là một kết quả dành cho các cầu thủ Hân Ân, những người đã cá đích ở vị trí đầu của vòng đấu loại. Bàn các bàn thắng của số 9 Thương Vũ và một bàn của Vinh Quang. Với bàn thắng vừa rồi, Vinh Quang đã có được 27 bàn và bỏ rất xa so với người xếp thứ hai là Phạm Phú Thứ của các cầu thủ Đồng Hinh. Ở vòng đấu 47 này thì Đồng Hinh không thể có mặt. Cú sinh. Quả chuyền dài hơi sâu của bóng đang gọn trong tay của Đào Thế Hoàn. Đồng Thanh. Tiến Phú. Cũng là những đường chuyền ngắn rất chính xác của ca thủ Hân Ân. Vinh Quang. Chú xa. Lưu Hữu Thanh. Tiến Phú. Lỗi rồi. Hai câu lạc bộ khác góp mặt ở vòng đấu bán kết của Syria ngày hôm nay còn có Electric United và các cầu thủ Gia Phương Quyên. Câu lạc bộ sở hữu rất nhiều các cầu thủ thuộc biên chế của Lão Tướng Hiệp Tân của bóng đá vào chơi trên cầu chung kết ở hàng đấu CDC. Hà Nhâm Trang. Má thoáng, một cơ hội. Nhưng cũng chưa thể có được công tác căng ngang của các cầu thủ Kenta. Chú xa, không được. Khi ở trong một bối cảnh khó khăn như thế này, chắc hẳn các cổ động viên của Kenta đang mong chờ vào sự tỏa sáng của đội trưởng của mình. Người có thể thích ghi bàn tốt nhất từ đầu mùa là Trần Hữu Sinh của Kenta. Công dành cho các cầu thủ Kenta. Bà đấu hay. Rất cột nhà rồi. Làm gì? Như vậy cuối cùng đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2. Như vậy là ngay tức sau khi được tung vào sân thì Hồ Quốc Huy đã có được bàn thắng thứ 5 của trận đấu mùa. Và đây là bàn thắng rất quan trọng, nó giúp cho các cầu thủ Kenta phần nào chắc chắn là sẽ lấy lại được sự tự tin của mình. Lúc này thì Hân Ân đã đưa vào sân cầu thủ mang áo số 4 Nguyễn Xuân Thuận. Đồng Thanh. Lỗi. Xuân Thuận. Hân Ân tiếp tục có nên những sự điều chỉnh về nhân sự. Người vừa được đưa vào sân là Nguyên Khôi. Tiến Vũ. Đặng
chắc chắn khi tỷ số đã được rút ngắn thì trận đấu này sẽ diễn ra đáng xem hơn. Xuân Tuấn, Xuân Sa, theo kỳ công, chạy lưu sinh, bóng chuyền bóng rất nhẹ nhàng và nỗ lực của anh đã mang về cho cao thủ Kenta một tỷ đô đa gốc. Lý Hồng Trương sẽ là người thực hiện tình huống cố định này. Chú Sà nguy hiểm, số màu rất nguy hiểm. Này trong tình là bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Đào Thế Hoàn. Lúc này thì ở trên băng ghế dự bị của các thủ Kenta họ có thêm một cầu nữa. Hồ Quốc Huy khá nguy hiểm, số màu. Liên tiếp là những cơ hội dành cho cao thủ Kenta trong khoảng thời gian 1 phút đã qua. Trong đó có một bàn thắng quan trọng giúp ngăn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 của Hồ Quốc Huy. Lê Thiên Vũ, Huy Khôi, tình huống che chắn khá tốt của Xuân Xuân. Chứng kiến những thời điểm mà sau khi bị dẫn với tỷ số 0-2 thì các cầu thủ Kenta đang lấy lại được thế trận của mình. Khá nhịp nhàng, xuống xa. Thiên Phú. Tiếp tục có thêm một tình huống cố định cho các cầu thủ Hân Ân. Quá 4 giây. Và tiếp theo là một phút huý cho đội bóng Kenta. Quang với bàn gỡ của cầu thủ mặc áo số 11 Quốc Huy thì lúc này Kenta đang đá rất tự tin. Hân Ân đang tổ chức một bắt một kinh kẽ. Bộ Huy rất vừa tâm, làm gì? Bỏ người rồi, chỉ đá đâu? Không vào. Rất tiếc cho cao thủ Kenta là trong đúng sức điểm vừa rồi thì cầu thủ đá số 9 đã đưa bóng chạm vào đúng vị trí của Xuân Tuấn. Hồ Quốc Huy dường như ngay lập tức sau khi được đưa vào sân thì Quốc Huy đã mang về bàn thắng để giúp cho các cầu thủ Kenta đá ngay cái một tốt hơn. Đem bóng phút đầu tiên công rất tốt. Xuân Tuấn đang hùng về áo sinh nhật đá kịp thời lui về. Lưu Hồ Thịnh với khả năng bọc gót cho nhau rất tốt và hậu thủ kinh kẽ rất nguy hiểm. Bóng gọi kia không vào. Tình huống bắn gây xung đột với đang diễn ra trước khi sôi nổi. Đây là lúc mà cầu thủ Kenta liên tục chơi bóng pressing, họ pressing và áp sát toàn bộ sân và đó là lý do bản thân không hề dễ chơi một chút nào ở trong thời điểm này. Đây là một quả đá gốc lại quá 4 giây. Đứng đầu,
Như vậy là cầu thủ đã có mặt ở trong đội xuất phát của Hân là Hà Đình Hòa lại có cơ hội thể hiện trên sân. Đúng là một thời điểm mà Hân Đình cần có những sự điều chỉnh về nhân sự. Và đá phạt của đội trưởng Lưu Ngô Thanh. Cú cả cho bóng Vinh Quang. Lỗi. Chắc chắn là thủ thành Phan Đình Phú hiểu rất rõ tầm nguy hiểm của chiến thuật số 10. Tạm thời đây. Rồi là lỗi tổng hợp thứ tư ở trận đấu này của các cầu thủ Tân Đảng. Đây là một quả đá phạt trực tiếp và bóng người chết về bên phía hay là cái trái. Hà Đình Hòa và Lưu Thanh đặt sẵn sàng ở trong tình huống này. Những thời điểm cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên tranh cầu bằng cây sumo City à? Thành Đông Sinh bản phá rất chính xác. Và như vậy đúng này thì chúng ta cũng đã đổi còi để khép lại hiệp một rất sôi nổi tranh cầu bằng cây sumo giải bóng đá trung nhiên này hạt đấu City à. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Đội này gồm có thủ thành Phan Đình Phú, số 7 đội trưởng Trần Hữu Sinh, số 1 Hồ Quốc Huy, số 9 Hoài Bảo. Đội 2 bắt đầu. Trong này thì cầu thủ nên bảo vệ một bên phía tay phải của bạn. Với hai bàn thắng ở hiệp 1 thì họ tiếp tục là hành động mạnh nhất của City với 58 bàn thắng. Lê Thiên Phú từ một pha tấn công chớp nhoáng phát động bởi Vinh Quang. Tiền đạo mang áo số 9 Thiên Phú đã có một bàn thắng tương đối dàn ở trung lộ. Lỗi rồi. Lỗi tổng hợp đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Và nó thuộc về cao thủ Kenta. Tiếp tục thêm một trận đấu nữa mà lực lượng Kenta là rất mộc. Nhưng những gì mà họ đã thể hiện ở hiệp đấu đầu tiên cũng là rất tốt. Và với khoảng cách một bàn như thế này thì cơ hội là vẫn còn nguyên vẹn cho cả thủ sinh nhật Trần Hữu Sinh, người vẫn đang đóng vai trò tổ chức lối chơi cho Kenta. Sau khi bị dẫn tỷ số 0-2, cao thủ Kenta cũng không hề tỏ ra quá bối rối. Họ có những sự thay đổi người, đưa vào sân số 11 Hồ Quốc Huy và dường như ngay lập tức tỷ số 1 này cũng đã ghi bàn thắng quan trọng để giúp cho cao thủ Kenta lấy lại sự tự tin cũng như là khai thông thế bế tắc. Vũ Sinh Vinh Quang một pha cơ bóng rất nhanh của tiền đạo Lý Hồng Trường. Hà Đình Hòa, bộ khung của hai đội trên sân cũng đang là bộ khung ở trong đội xuất phát.
Trần Hữu Sinh. Đình Quang. Trọng tài cho rằng không hề có lỗi của các cầu thủ Keita. Vũ Sinh. Lý Hồng Dương. Vẫn là một thế trận cực kỳ cân bằng như ở 10 phút cuối của hiệp 1. Trọng tài đã gọi Đinh Quang lại để nhắc nhở. Quả đá biên của nhạc trưởng Lưu Vũ Thanh. Hà Đình Hòa không được phản công cho Keita. Keita được vừa một quả đá góc ở bên phía cánh trái, người thực hiện là Lê Thiên Vũ. Bất bình rồi, Nguyễn Vinh Quang có phản công cho cao thủ Hân Hân. Ba cầu của đội bóng xanh rất nhanh đã lùi về và tôi trôi qua rất tiếc với Hân Hân. Lê Thiên Vũ không có quá nhiều quả trống. Bộ Huy cả hai đang duy trì được một lối đá tương đối nhanh. Đồng Thanh Huy Quang Hoài Hào. Hôm nay thì cả đội trưởng của cả Hà Đình là Lưu Công Thầy bên phía Đân và Trần Vũ Sánh đều là những người chơi sâu rất nguy hiểm. Cú đá từ xa của Vinh Quang, bàn thắng nên tỷ số thi đấu lên 2-0 ở hiệp đầu tiên, giúp cho Vinh Quang xây chắc ngôi vị dẫn đầu trong danh hiệu vua phân lưới. Anh đang có tổng cộng là 27 bàn thắng, hơn người chết hai là Phan Phú Thứ của Dương Vinh đến 10 bàn và dường như là chắc chắn thì điều vua phân lưới vào cuối mùa sẽ thuộc về Vinh Quang. Rất nguy hiểm. Wow, đã có một sai sót ở trong phòng thủ của cầu thủ áo xanh nhạt Keita và tỷ số thi đấu đã được nâng lên 3-1. Bàn thắng vừa rồi là bàn thắng thứ 6 từ đầu mùa của Hà Đình Hòa. Ngọc Thanh. Đinh Quang. Đinh Quang đá buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi. Chính Vinh Quang sẽ là người thực hiện quả đá phạt trực tiếp này. Hai thằng Thiên Vũ cũng đã sẵn sàng. Như vậy trọng tài Dũng đã rút ra một tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu bán kết số 1. Thẻ vàng vừa rồi dành cho Lê Thiên Vũ. Hãy
của Lục Quốc Huy. Thì quá khó cho trận đấu tránh. Rất đông đa thủ đến ở trong thủ tư cố này. Thế cũ. Giống như hiệp đấu đầu tiên bắt đầu hiệp hai, và thủ lên cho dù đang có một thế trận rất tốt và hào ngay lập tức có được bàn thắng thứ ba, không được. Như vậy đội trưởng Lưu Thanh của Hà Nội tạm thời được rút sân nghỉ. Vào sân là tiền đạo Xuân Tuấn. Đình Vũ. Bóng đã chạm tay của Hữu Sinh. Lê Thiên Vũ. Xuân Tuấn không thể cài được. Hà Đình Hòa. Sau khi được cung vào sân thì Tuấn vẫn đang đá vị trí bên trái, chơi cho Quỳnh. Có thể chút xa. Các cầu thủ sẽ được không quá vội vàng trong cái đường phản công của mình. Chút xa không bằng. Cũng đá từ xa nữa của Vinh Quang. Đây là quả đá bóng ở bên phía bên trái của cầu thủ Nguyễn Xuân Tuấn. Vũ Sinh. Vũ rất tốt. Lý Hồng Trương. Khoảng cách người điểm số vẫn đang là hai bàn. Rất nguy hiểm và quá đẹp gặp đó là Lý Hồng Trương. Lý Hồng Trương ở trong trình cầu trong báo một cao thủ đó thống Thuyết Sơn. Lý Hồng Trương đá ghi một thắng rất đẹp mắt ở giải Lão Tướng. Ngày hôm nay khi mà cao thủ Kenta của anh gặp khó khăn thì Hồng Trương lại ghi bàn, một tình huống dứt điểm không cần lấy đà. Chiếc mũ giày quá lợi hại và cũng không thể chết được thủ môn Đào Thế Hoàn ở trong tình huống này. Tỷ số tiếp tục được rút ngắn xuống còn 2-3. Và Kenta vẫn còn cơ hội. Không thể qua được. Đi con. 3-2 cho các cầu thủ Đen. Đá ra, chuyền điểm nào. Và cũng dường như ngay lập tức niềm vui đến với các cầu thủ Kenta không quá lâu. Bởi ngay sau đó là một pha vượt tài bản của các cầu thủ Đen. Đó là pha vượt của hai cầu thủ Vinh Quang và người kết thúc là Lê Thiên Vũ. Ở hiệp một, Thiên Vũ chính là tác giả và tăng mở tỷ số. Khoảng cách hai bàn lại được tái lập ở trong trận đấu bán kết số 1. Và một phút lưu ý cho cao thủ Nhân. Thank you.
trong hiệp đấu thứ hai thì vẫn là một thế trận tương rất sôi nổi của cả hai bên. Tỷ số trận đấu vẫn đang là 4-2. Và nó thuộc về các cầu thủ hơn hơn bằng cú đúp của Lê Thiên Phú. Sút xa không vào. Vừa rồi là rất nguy hiểm. Đó là Trịnh Hữu Sinh, người đang có thành tích ghi bàn tốt nhất của các cầu thủ Kenta từ đầu mùa. Và anh vẫn đang là một người nhạc trưởng không thể thay thế bên phía các cầu thủ Kenta. Hồ Huy kết thúc. Hữu Sinh. Còn đây là câu trả lời của Hân Hân. Không được. Những thời điểm vừa qua thì tiếp tục bị dẫm thì Hữu Sinh đang bắt đầu được đẩy lên trời cao hơn. Hà Đình Hòa chuyền dài cực kỳ chính xác. Huỳnh Khôi. Huỳnh Khôi tương đối liên động. Sút xa. Ngọc Thanh. Lỗi. Vậy là bên phía các cầu thủ Kenta hoặc là đưa vào sân Hoài Hào. Không được. Ngay sau khi kết thúc trận cầu bán kết số 1 thì ở Syria chúng ta sẽ có trận cầu bán kết số 2 giữa hai câu lạc bộ Energy United và đối thủ Giang Phúc Nguyên. Cố Huy. Trịnh Hữu Sinh. Rất tốt. Cố Huy đá bơi vào không? Đánh không vào. Môn Hà Đình Đào Thấy Hoàng đã ôm vào bóng trong tay. Tiến Vũ. Đá đấu hay cho cả thủ Kenta. Hữu Sinh. Có thể thấy rằng những thời điểm vừa qua thì các cầu thủ rất nguy hiểm trong tình huống này. Hai đội ơi, đá một chạm đi, không vào. Cú đá cuối cùng của Vinh Quang lại tìm đúng vào người của các cầu thủ bên phía Kenta. Rất tiếc cho anh. Phản công. Nguyễn Vinh Quang. Hữu Sinh. Không được rồi. Quang. Hồng Thanh. Quang ơi, đã có một pha phạm lỗi rất rõ ràng. Như vậy trọng tài Dũng lại rút ra một tấm thẻ vàng, tấm thẻ vàng thứ hai của trận đấu và nó thuộc về Huyền Vũ của Kenta. Và như vậy với lỗi tổng hợp vừa rồi thì các cầu thủ Kenta đã phạm phải 5 lỗi tổng hợp. Như thế này trong những pha bóng cố định thì Lương Ngọc Thanh đã là người thực hiện tình huống này dành cho Hải Đân. Đứng trước bóng lúc này còn có tiền đạo Nguyễn Vinh Quang. Vinh Quang chú thẳng, không vòng. Cú đá nhắm vào góc xa của Vinh Quang nhưng chưa thể đánh bại được thủ môn Đình Phú. Lý Hồng Trường. Cố Huy. Đấy lập tức thì hàng phòng thủ của Hải Đân đã lùi về. Hồng Trường di chuyển. Không được rồi. Hà Đình Hòa chết kịp nhà vào không, quá chuẩn mực. Đó là pha xử lý của các cầu thủ Hơn Nhân. Tỷ số thi đấu đã được đề định năm nay. Như vậy là cũng giống như đồng đội Lê Thiên Phú thì Vinh Quang ở trên cầu ngày hôm nay tiếp tục giống như đội của mình có được cú đúp.
Và bàn thắng vừa rồi là bàn thắng thứ 58 của anh từ đầu mùa. Rất nguy hiểm. Cú đá của Quốc Huy. Và với bàn thắng thứ 58 thì có lẽ là không có cầu thủ nào có khả năng rượt đuổi với tỷ đồng màn áo số 10 Nguyễn Vinh Quang của cầu thủ Nhân ở trong danh hiệu vô phá lưới. Bởi vì người xếp thứ hai là cầu thủ của Dương Vinh. Cầu thủ này không thể có mặt tại vòng đấu bán kết vì đã không thể vượt qua được vòng đấu này. Xuất ra. Lúc này thì các vị trí khác ở trên băng ghế dự bị của Nhân sẽ được có cơ hội thử sức. Cầu thủ Nguyễn Thiên Phú cũng đã được góp mặt trên sân. Và lúc này thì các cầu thủ Kenta quyết định đá của Goblay. Bất tống nhập cơ hội có thể. Làm gì nào, hai cầu chỉ coi là thủ môn Đình Phú thôi. Khung thành bỏ trống rồi và hat-trick dành cho cầu thủ Nguyễn Vinh Quang. Và có thể nói là vé đi chung kết ở Syria đang ở rất gần với các chàng trai của Nhân. Một cú hat-trick dành cho Nguyễn Vinh Quang. Những thời điểm cuối cùng của hiệp đấu thứ hai và tỷ số trên cầu bán kết số 1 đang có kết quả là 6-2 nghiêng về Hân Đân. Kenta vẫn tiếp tục đá năm. Trách cú nhập nhưng vẫn là sự chính xác của Đào Thế Hoàn. Minh Thuận không được, cú đá quá nhẹ. Nguyễn Hình Vũ. Đình Phú. Rất tốt. Xuất xa không được. Bóng bằng gọn và cơ hội để xuất xa vào không. Không vào. Và đó cũng là phút cuối cùng. Câu lạc bộ đã vượt qua được vòng đấu loại với vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng là Hân Đân, có được đến 27 điểm và họ đã chơi thành công ở trong trận cầu bán kết ngày hôm nay để ghi tên.